Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị, nhưng mà chị từ chối, chị không nhận, bởi vì xấu quá à. Làm sao mà có cửa để cua chị. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một cặp vợ chồng tiếp theo. Hôm nay là giao lưu với hai cô dâu, phải nói là cô nào cũng có một cái miệng cười rất là xinh xắn. Cô hồi nãy có hai cái răng khểnh, cô này thì lại có bờ môi rất là xinh đẹp ha. Em sao mà vô cái em để ý liền những cái chuyện mà không, những người chồng người ta không hề thích cái chuyện đó. Không sao, tại vì khổ cái là bây giờ cô dâu ngồi đối xứng với em phải nhìn thôi. Thường thì là người ta nhìn vào đôi mắt đúng không em, để đánh giá con người, ta sẽ nhìn ngay vô cái môi vậy. Tại vì người phụ nữ bao giờ nhìn đôi mặt, người phụ nữ bao giờ cũng nhìn cái miệng chứ. Em giới thiệu đi. Em tên là Trần Hoàng Quân, là kỹ sư công nghệ thông tin. Quân em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Còn em? Em tên là Phạm Ngọc Hoài Thu, dạ em đang làm cái website ạ. Hôm nay em 30 tuổi luôn. Lần đầu tiên các em là gặp nhau là khi nào? Hồi trước là một ngày học chung một lớp luyện thi. Trong lớp thì có một bạn rất là thích, thích ghê đó lắm. Thành ra cứ mỗi lần ngồi học lúc nào cũng dĩ đã với em về bạn này. Dĩ đã mức mà em buộc phải chú ý, em ngắm. Phát hiện ra cô này da trắng, mắt to, tươi tươi. Em không hề biết luôn. Em lúc đó cũng có tâm tim một anh chàng đẹp trai khác ở trong lớp. Dạ. Hai cái bạn mà thích bạn này cũng thế hay không? Dạ không phải ạ. Em mọi người khác. Thành ra em mới có cơ hội. Thì cái một đêm bọn em đi học về tối, trời lại đổ mưa rất là to. Em thì mặc áo mưa đầy đủ, em chạy lên thì thấy ở xa xa có một bạn nữ đi xe đạp, không mặc áo mưa, mặc áo trắng nữa, ướt được, cũng hơi mụn mụn. Bởi vì mới để ý đó, y như em vậy đó, sợ thiệt. Rồi sao nữa? Máu ga lăng nổi lên, cái em dấn xe lên phía trước, liếc qua phát, à thì là cô ấy. Em mới lột cái áo mưa em mặc, em đưa qua nói, bạn ơi mặc đi, kẻo lạnh. Kẻo lạnh á. Thì mới giống như do kia đó. Kẻo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Lúc đó em nhìn qua, em không có nhận ra. Thì anh cũng cứ nặng nề em mấy lần luôn. Thì em mới suy nghĩ bây giờ mình không biết nó là ai. Rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả. Hay là em từ chối. Hai ba lần là cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe dưới, em không về luôn. Về tới nhà bị la quá trời luôn. Tại vì có áo mưa mà không mặc mà đổ mưa. Dở ghê, như chị là dục luôn. Do dục. Đó mà em làm như chị Vân là giờ này em đâu có vợ đẹp gì. Có em về, em cứ ngồi nghĩ chuyện đó hoài. Nhưng mà từ đó là em ấn tượng. Là cô này vừa xinh xắn, còn cá tính mạnh nữa, quyến bỉnh nữa. Được đó, thế là lên kế hoạch tấn công. Nhờ vậy mà quyết định tấn công đó. Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị, nhưng mà chị từ chối, chị không nhận, bởi vì xấu quá à. Làm sao mà có cửa để cua chị. Trời ơi, có biết câu đó không? Hay là sau này mới biết? Chắc nghĩ là tới bữa nay mới biết đó. Tới bữa nay mới biết. Biết chắc thôi luôn. Rồi thì đến lúc nào thì em mới cho người đàn ông này một cái cơ hội để mà quen với mình? Sau cái bữa đó thì em phát hiện ra là bạn học chung lớp với mình. Thì em có hỏi thăm một bạn bên cạnh của em. Bạn đó thì biết hết tất cả thông tin về những bạn trong lớp. Thì bạn mới nói về bạn này học cũng giỏi. Khi đầu mới tìm hiểu nhau. Em ấn tượng rồi thì em quyết định phải tấn công. Cái tấn công của em là tạo cái kiểu là mưa dầm thấm lâu. Đã quen nhau trong một đêm mưa rồi thì mình sẽ tới mưa tiếp. Thì mỗi buổi tối khi bạn ấy đi về thì em phóng xe lên trước. Nhưng em đến giữa đường em đợi ở cây xăng. Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì em biết được nhà, biết được bạn ấy học trường nào. Thế là em cứ lên kế hoạch. Và đến một ngày là trong lúc bạn ấy đi về, em lướt xe lên tới. Cặp xe lên. Từ đó là về sau là bọn em đi học về chung nữa. Và lúc đó là em kèm sát luôn. Em cho một cơ hội nào để ai thì... Bao lâu trường mới tỏ tình? Tình cờ là bọn em thi chung trường và cùng đậu ở trường, là trường đại học Bách Khoa. Nhưng mà chỉ khác khoa thôi. Em nhận được tin đó em rất là vui. Nhưng mà lúc em cũng rất là lo lắng. Tại vì trường Bách Khoa thì nam sinh nhiều, nữ sinh ít. Coi như là thỏ thì ít mà hổ báo thì nhiều. Thành ra em quyết định là trước
ngay vào trường là em phải tiên phát chiến nhân tấn công ngay lập tức, phải đổ hai bút đồ ngay lập tức. Bữa đó là bọn em được tổ chức đi tham quan đại miếng gì Củ Chi, và em đã quyết tâm là phải hạ gục đồ ngay ngày hôm đó để không tạo ra một cơ hội nào cho đất nước, kẻ thứ ba nào, trong kẻ thứ ba chiên vào. Thì em mới nghĩ rất là nhiều lời hay với đẹp, và đồng thời mua món quà. Đến cái lúc mà chuẩn bị ra bề thì tranh thủ là mọi người đang nhốn nháo là em chạy tới tìm được bạn ấy, lôi ra cái hồ nước trước đền. Anh lôi ra hồ nước trước đền làm gì? Anh lúc tóc anh nói được vài câu xong rồi anh tặng em món quà. Là... nói gì? Lúc anh chỉ nói được mấy câu rồi, nhưng mà mình quen nhau lâu rồi, giờ mình cũng thích bạn, thì bây giờ mình tiến đến với nhau là mình yêu nhau đi. Lúc đó tôi mấy câu em đưa món quà, đó là một cái hình trái tim màu đỏ. Em đưa ra xong em bóp một phát, em phát lên I love you. Rồi nắm tay lắm. Sau đó là bạn thấy bạn ấy cười gật đầu là em nắm tay em lôi về luôn. Sau khi mà quen nhau có bao giờ mà giận hờn nhau? Giận thì không giận, nhưng cũng có lần bọn em suýt tan vỡ luôn. Lần đó là em phải đi công tác Hà Nội 1.5 năm. Thì sau khi đi công tác Hà Nội thì có một lần về phép là em mới ngỏ lời cưới hỏi đi. Thì tự nhiên thấy bạn ấy trầm ngâm, ba yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Giờ còn gì nữa? Bảy năm. Sau đó thì do điều tra ra em mới biết một sự thật rất là sốc. Lúc đó là em bị say nắng một người khác. Thời gian đầu khi anh đi á, em cũng rất là quan tâm tới ảnh. Em gọi điện thoại, em nhắn tin nói chuyện rất là nhiều. Thời gian đầu anh cũng trả lời. Sau đó cái ảnh vơi dần đi. Có lúc mà em nhắn tin xong 2-3 ngày sau anh mới trả lời. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Sau đó cái em giận, cái em chán. Lúc đó thì bên cạnh em thì lại có một anh chàng cũng rất là đẹp trai, rồi lại quan tâm chăm sóc cho em nữa, làm em bị lung lay. Em đừng nói với chị là em cũng bị say lạnh ở ngoài kia, say rét. Say rét đó, ở đây là say nắng, không phải là say rét à? Dạ không ạ, tại vì lúc đó là em tham dự rất là nhiều cuộc họp. Cô bé này gọi tới, đang họp với khách hàng em không nghe được. Sau đó em đi ra thì lu bu, em quên mất, không còn lại. Nhưng mà sau này về biết được cái đó là nguyên nhân thì em mới là sốc. Chị hỏi em nè, công nghệ thì nắm ở trong tay. Tối trước khi đi ngủ phải nhắn tin cái ví dụ vậy, đúng không? Nói chung là cũng hơi vô tâm. Đúng rồi, vô tâm. Chứ không phải là vì là say rét. Thì sau khi mà thì cổ thú nhận là như vậy, em thấy rất là nguy hiểm. Em xin nghỉ phép 2 tuần. Em quyết tâm là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tức là sốc mà sốc tích cực em ơi, không phải sốc tiêu cực. Thực ra lúc đó em cũng không thực sự hy vọng mấy, là làm hết sức mình thôi. Thì em mới tìm cách em chăm sóc bạn ấy nhiều hơn, nhờ cái sự giúp đỡ của mẹ vợ nữa. May mắn sao sau đó tình hình nó thay đổi. Để hỏi là xã chứ. Cái lúc đó em khó xử không cơ? Dạ có, em cũng phải mất một thời gian dài. Thì sau đó mẹ em biết, mẹ em la, mẹ em bảo là thì người ta mới quen mà làm sao mà mình biết được người ta như thế nào. Rồi người ta còn đẹp trai, còn nói chuyện hay nữa. Thì khó mà tin tưởng được. Trong khi anh á thì mình quen lâu lắm rồi. Rồi thì em quay về đó, đến bao lâu thì hè đi lấy nhau? Làm liền luôn anh. Em sợ quá rồi. Em không thể nào để cơ hội vượt qua nữa. Em quyết định là bắt phải ký chung một hợp đồng luôn. Thế là sau khi cưới nhau thì em phát hiện ở chồng em có điều gì đó bất ngờ. Sau khi cưới thì thật xấu là lộ ra hết. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm á, thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Đó là bài ca bất tận tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em có rửa chén chị. 8 tháng 3 và 20 tháng 10 hàng năm em đều xung phong cưới nhau. Ngoài cái chuyện hứa ra đó còn cái gì nữa không? Anh có tật nghiến răng ạ. Nghiến răng khi ngủ hay nghiến răng khi thức? Dạ nghiến răng khi ngủ. Em mà hễ mà nghiến răng là cổ dựng lên. Trời ơi. Công nhận vợ em hiền ghê. Ngoài cái chuyện mà bị vợ em đánh trong giấc ngủ thì còn cái gì nữa không? Từ lúc mà yêu nhau thì rất là thỏa thẻ, hôm nay bàn thì em nói gì cũng nghe hết. Đâu bây giờ giống nai mà. Vậy giờ thành con sư tử. Ủa đó không anh? Em rất là nai. Giống nai vừa chứ. Ở đây tất cả các anh chị có tin rằng là cô dâu ngồi trên này là một con sư tử nhà không? Có. Có không? Không bao giờ. Anh tưởng là em rất gần rất xuống giường đó. Còn ngoài ra thì vợ em còn có cái gì nữa không? Cũng lạ lắm là trước khi cưới thì ghen lên bờ kiếm ruộng luôn. Sau khi cưới hình như là hết biết ghen. Trước khi cưới mà có một lần á, khổ mượn cái bóp của em. Trong đó em để quên một tờ giấy. Sau đó lần đó là ghen cho em tan nát luôn, tan thành luôn. Một tờ giấy đó ghi cái gì vậy? Dạ tờ giấy đó là lời chúc mừng sinh nhật của một cô bạn gái cũ của ảnh. Anh để trong đó mấy năm liền rồi. Cho nên em mới thắc mắc, em hỏi tại sao anh phải để như lâu như vậy, anh không lấy ra. Cổ bắt em phải tự tay cầm tờ giấy đó, mở cho khác.
cảm giác là chồng em có một cái gọi là đầu tư, đúng không? Dạ, đầu tư quá mất luôn chứ ai để quên năm rưỡi như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao em lại hết ghen? Lần đó là công ty em tổ chức thi khiêu vũ, giống như bắt cặp không biết làm sao mà em được bắt cặp với một cô thư ký xinh đẹp, xinh đẹp, dễ thương. Khi mà biết cái đó là em cũng thử xem vợ mình còn ghen không. Thì khi tập á là bọn em nhảy điệu rumba rất là tình tứ, em rủ vợ em theo, cái con cô kia thì cũng rủ bạn trai theo. Anh biết điệu rumba rồi, nó sẽ có những động tác rất là gợi cảm tình tứ đó. Đó. Ôm eo, ôm eo rồi. Thì cũng có một cái động tác rất là gợi cảm là em phải nâng cô bạn gái lên và áp mặt vào nhau như thế này, giống như là đang hôn nhau vậy đó. Em liếc qua thì thấy anh bạn trai của cô thư ký đó mắt long lên sòng sọc, mặt bình lại, rất là máu dồn lên mặt mình. Em liếc vào cô này cười cười te đã vậy xong đó cùng lại chỉ em ở động tác thì còn phải tình tứ hơn nữa nè. Tại sao vậy em? Anh nhảy rất là dẻo em hơn cái cô kia nữa, lắc mông trời dẻo lắm. Cái em thấy mắc cười quá em quên luôn, em không để luôn cái chuyện đó luôn, cái vụ ghen à. Rồi sau đó là sao? Thì sau lần đó là em không dám bắt cặp với ai nhảy nữa. Nhưng mà cuối cùng là có khiêu vũ trong cái đêm này không? Dạ có. Thực ra là đó chỉ lọt là lọt có một lần đó thôi đúng không? Chứ còn dễ gì mà không ghen. Trời ơi, vui vẻ hạnh phúc quá. Vậy là các bạn còn muốn ở nhau cái gì hơn như vậy nữa không? Em cũng cần ảnh thay đổi. Và ảnh cũng khá là tự tin và khá lạc quan vào cuộc sống. Tự tin về nhiều việc quá cho nên là nhiều lúc mà ảnh làm những cái vấn đề á mà ảnh không có lường trước được hậu quả. Em nói anh lạc quan vậy em có thấy em bi quan? Dạ có. Anh vẫn hay nói là em bi quan. Em nghĩ là em không phải là em bi quan mà em chỉ nghĩ là em nghĩ trước tất cả những cái. Nhưng mà nhiều khi lo quá xa. Tức là việc chỉ cần lo 10 mét thì lo tới cả cây số. Cái người vợ lo xa là cái người vợ mà sau này chồng và con sẽ được nhờ. Còn trong cuộc sống thì với người đàn ông cái tự tin là cái rất là quan trọng. Nhưng đừng liều. Nhất là trong vấn đề làm ăn. Đừng bao giờ liều mà gọi là liều mạng. Xin cảm ơn hai bạn. Đúng không? Là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ. Trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời. Dạ vâng anh. Đúng đúng. Rất là tuyệt vời luôn. Thành công không? Thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Ủa gì là chất quốc chứ đâu. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai, không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào. Mời quý vị thêm một tràng pháo tay nữa nào. Rồi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em là Lê Đức, hiện là năm nay em 30 tuổi, em là luật sư cùng hãng luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. Hiện em là chuyên viên pháp lý. Luật sư với pháp lý lấy nhau đúng rồi đúng không? Chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không? Dạ không, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em với anh ấy là học chung trường, cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong ngồi đấy, bạn em tham gia ban phong trào. Em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó, thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em. Thế thì hẹn nhau đi cà phê thôi. Vô tình anh đấy lại rủ anh chồng em đi luôn. Thế là đến thì nói chuyện, thế là làm quen nhau. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào? Hồi đó chồng cũng ốm lắm, không có như bây giờ. Anh mà cũng khá là bảnh bao, tóc vuốt keo, xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng lên thế này, trông sành điệu lắm. Thế mình nhìn ôi này, học trường mình ở sau trông bảnh bao mình chưa gặp bao giờ. Đang ngồi uống thế này này, thế thấy anh điện thoại đến, thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này của ông này thôi. Rút điện thoại ra, một cái điện thoại màu hồng chóe lại luôn. Đó, bắt đầu em giật mình, em bảo chắc là không có men. Tức là bóng đây nè anh này nè, màu hồng với màu tím đó. Bao hồng tím luôn mà đâu có sao đâu, sao đâu đúng đứa con thấy không, màu sắc không nói lên giới tính. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì sao, em gặp cô gái này em có bị xuyến sao không? Ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương, mới thích mái tóc búi sau đầu, yêu nước da mái tóc. Có như cái răng cái tóc là góc con người. Nhất dáng nhì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì nữa. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? Cái này thì cũng không rõ nữa. Bọn em quen nhau 6 năm nhưng có 3 năm
chính thức yêu nhau thôi. Lúc đó bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi, nhưng mà người này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị. Chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu. Đó, nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lúc bắt đầu hay ghen. Cũng chẳng phải vừa đâu chị, trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính giam ba cô lắm, nhiều lắm ạ. Em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính thức ấy, nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài. Hẹn thôi, nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được. Còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cảm thấy khó khăn, cảm thấy gập ghềnh trước khi đi đến hôn nhân không? Tụi em có tiền hôn nhân không? Dạ không, dạ, bởi vì có thử không? Dạ, dạ không. Cũng không. Tại vì cái đó thì nó điều đó là em đánh giá cao vợ em. Nhưng lúc nào em cảm thấy là nghi ngờ về cái dạ có chứ, bởi vì 6 thứ 7 chủ nhật là em ở bên nhà cậu mợ em chơi. Thầy cũng phải cậu mợ em vào chứ, xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai, xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi, mày có thử nữa không vậy? Trông tôi nghi lắm á. Thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao. Thế bảo đôi tao chỉ cho, kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không. Nhưng mà thực ra em không có dám làm. Là tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Dạ 2 năm rồi. Như vậy có nghĩa là tụi em năm nay em 28 tuổi. Dạ. Đúng không? Là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ. Trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời, đúng không? Dạ vâng anh, đúng được, rất là tuyệt vời luôn. Thành công không? À, thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Ủa gì là chất quốc chứ. Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó. Là giữ đi, coi như là 6 năm một ngày. Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không, đến ngày đó là em đến ngày lại mất một tuần nữa, chắc phải 2 tuần nữa. 2 tuần luôn hả? Bởi vì là bọn em còn vào quê nội, đi một vòng mà quê để thăm á. Như vậy là hai bạn này vui quá Như vậy là đến 2 tuần sau mới bắt đầu viên mãn cái đúng rồi. Sau đó là mình ấy bù luôn đấy này. Bù luôn. Nhưng mà giờ hai chồng rất là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến cái lúc mà sau khi cưới nè, trong 2 năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không? Có chứ chị. Lớn nhiều luôn. Bởi vì trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi, nói chuyện thôi, không có được thấy cái phần mà ở nhà chồng em cứ hay mấy mũi này nè. Thế xong em bảo thôi kìa, lấy khăn giấy bôi vào đi, anh búng ra cái trong mày đâu làm gì có cái gì đâu, tí nó từ nhà dính ra đã đúng rồi, khô luôn đó, nó khô luôn đó. Thôi còn tính xấu gì nữa? Ngồi đầu về kiểu bị sốc tâm lý á. Tự như vợ chồng mới cưới mình quay cho mình ôm chồng mình không, vùng cái tay ra xong rồi thôi không có nằm chung đâu, em nằm xích xích cơ đi. Bảo sao hả? Anh nằm một mình quen rồi. Tâm ra nhiều khi mình bảo không biết hôm này đi làm không gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị. Về cái kiểu hắt hủi vợ, cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé, trong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không tình cảm, vợ chồng xa cách ấy. Nhiều khi cứ giống dứt khóc, trong chồng em mà có cái gì mà phải khóc, làm sao mà phải khóc. Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa, bởi vì bây giờ em đa phần toàn ôm con ngủ thôi. Bây giờ quay sang ôm em. Rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh. Còn quét cả mống mắt nữa cơ. Kêu là để anh ngủ em khỏi làm gì luôn. Bởi vì vân tay còn quẹt được mà. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không thì bình thường điện thoại là mình luôn cài mật khẩu gì. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. Với lại ví dụ mình cài mống mắt thì khi mình mở rất là nhanh. Cái mục đích là mình không phải là để giấu vợ. Không, vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia, nhưng sau này thì hết rồi, thói quen đó là đã không còn nữa. Nhưng mà cái công việc của em về em có hay chia sẻ với vợ em không? Những cái áp lực trong công việc của em á. Tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á, cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường, không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em. Hầu như tính em là độc lập từ nhỏ, cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất, mình cố gắng nhất có thể. Thế là ảnh đi thường xuyên như vậy, cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng? Thời gian đầu thì thực sự là ảnh hưởng, bởi vì là nhiều người tác động nữa, nói là trời ơi chồng như thế, công việc như vậy, xong bề ngoài như vậy, khá là một cái người có sức hút. Mình lại đang ở cũ, mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là không giữ chồng thế này thế nọ, thì bắt đầu là em có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì bắt đầu là em kiểm soát, em cũng ghê, xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ, xong bắt đầu là làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi, giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc. Đến khi mà chồng em nói với em á, lúc nào anh cũng ở bên em,
anh không có làm gì, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thì mình thấy là bây giờ không phải là mình, cái cuộc sống gia đình mình không phải chỉ sống cho một mình mình, không chỉ là cái lúc yêu đương nữa, mà mình có em bé rồi, mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con. Sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi, anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi, miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi. Bây giờ tới em đó. Dạ. Bạn ấy có tật xấu không? Nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo tuyệt đối luôn. Nhưng mà lâu lâu thì hơi lộn xộn, trong khi em là một người rất là ngăn nắp. Mình bảo là vợ ơi em dọn giùm anh cái này đi cái kia, tại vì về mệt đôi khi em lười làm á. Nhưng nói một hai lần cũng không xong, rồi cuối cùng mình phải sắn tay vào mình làm luôn. Rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì Đức? Dạ thì em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn, rồi ngăn nắp hơn, rồi quan tâm chồng nhiều hơn. Ủa tức là vợ không quan tâm chồng? Có nhưng mà có nhiều lúc á, có những cái riêng tư á, thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có cách hiểu của vợ, chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy. Có khi là mình chỉ muốn ở một mình thôi. Có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi, những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em có một cái khoảng cách không? Thì giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi, tại vì tính em không có giữ lâu mọi thứ. Tại không. Biết sao không? Có hai loại đàn ông. Một loại đàn ông á, là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống, nó là một cái. Còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý, nó lại là một cái hoàn toàn khác, nó không liên quan. Tôi giận bà đó, tôi bực bà đó, nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái. Tôi nói ví dụ vậy, đó là một loại đàn ông. Nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó, tức là họ đi đôi với cảm xúc. Trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc. Thành ra tại sao chị hỏi em á, là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em. Nói là như vậy thôi, em tự hỏi, em tự biện hộ, em trấn an bản thân mình thôi. Nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ, và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang gánh chịu. Chị hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà chị muốn nói với em á, là người chồng của em thuộc tuýp đàn ông thứ hai. Có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc. Thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết, để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc của em đối với mối quan hệ vợ chồng. Thôi nói tóm lại là ngày hôm nay cũng như là sau những chia sẻ của chồng em, cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ, thì anh hy vọng là hai vợ chồng em cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện, sẽ cho tốt hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như thế này, luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nha. Dạ, vâng. Cảm ơn chị hôm qua đã góp phần. Chỉ có anh này là anh đưa em lên phòng thôi. Nhìn thế là em tỉnh, anh này có làm gì em không? Nhớ là anh em có hôn em, mà ông cãi nó không có. Nghe thiệt đi. Anh đâu có hôn đâu em nói dốc thử làm anh hỏi vậy đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chào hai em. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Hà Tấn Đạt, năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh, em đến từ Sóc Trăng. Em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Em tên là Phan Kim Xuyến, năm nay em 22 tuổi. Em là nhân viên ngân hàng, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Là lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. Lúc mà em gặp anh ấy là em bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi rưỡi. Và câu chuyện về tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, tháng 5 2016, ngày đầu tiên em làm ở siêu thị điện máy. Lúc đó là đi chào hết tất cả các ngành á. Thì có anh này, ảnh ngành bên gia dụng, còn em bên thiết bị. Thì em đi chào thì ảnh cứ nhìn em hoài, em để ý rồi. Xong qua bữa sau, xong bắt chuyện với em. Rồi xong đó hai người đi ăn cơm chung. Thấy anh này cũng hiền. Lúc vô thì vô một lượt đó tới mười mấy nhân viên lận. Thì em liếc ngang em dòm, thấy bạn này trắng trẻo dễ thương. Thì em đứng em dòm dòm hoài à. Thì em được cái em lì lắm. Thì em đi theo nói chuyện qua làm lâu biết. Chung á có tình miết cảm vậy đó, miết vậy đó. Rồi trong mấy tháng thì bắt đầu dính. Khoảng một tháng à, là có dịp công ty tổ chức đi chơi ở Phan Thiết. Lên đó thì thấy em quan tâm nãy kia đó, thì nãy sinh tình cảm. Rồi về một hai tháng thì quen luôn. Nó phải cái gì đó rất là đặc biệt đúng không? Quan tâm là giống như là em đi đâu em cũng đi theo người này bảo vệ đi. Giống như là đi nói chung đi hai đứa đi xuống đi nhà vệ sinh cũng vậy đó. Em cũng đứng cửa em đợi. Rồi ngồi xe chung, rồi đi ăn uống đi đâu em cũng ngồi chung, đi em lì theo vậy. Mà lúc đó có quen gì đâu. Rồi tối có tranh thủ rồi dẫn đi biển hay là nhậu nhẹt gì không?
Tối đó cô Tước có tổ chức nhậu anh. Lúc đó giống như bạn này đang thử em mà nhậu, bữa đó nhậu xỉn luôn, nhậu 6 cái chai luôn, không ăn gì luôn á. Tại em thấy em đi chung em thăng đó, mọi người kêu em đưa lên. Thì em đưa lên phòng này kia, em kể đi. Này kia là sao? Thì lúc đó là mấy người anh chị kia là lo chơi không à. Chỉ có anh này là anh đưa em lên phòng thôi. Thì em thì rất là em tỉnh, em trong lúc em tỉnh có anh này có làm gì em không? Thử đúng không? Đó. Em, hình như em nhớ là anh em có hôn em mà ông cãi, ông nói là không có. Có cái là anh giữ đôi dép em, ông chữ không đưa ai hết trơn á. Em nói là em không có xỉn, em thử ổng. Vậy thì tại sao không nhớ là có hôn hay không hôn? Em nhớ là có, để em cảm nhận được là hôn cái má, mà ổng nói là không có, ổng chối vậy đâu. Bữa nay khai thiệt đi. Có không? Có không? Là em đâu có hôn đâu, em nói dốc về em thử làm em hỏi vậy đó. Chứ em là trời, em đâu có hôn đâu. Vậy là chắc em mơ rồi. Sau cái chuyến đi Phan Thiết mà sau khi mà đưa vợ lên phòng không làm gì hết, đúng không? Thì về Sài Gòn lại thì bao lâu các bạn mới yêu nhau? Tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng. Nhưng mà em còn quá nhỏ như vậy. Vậy thì hai em yêu nhau như vậy, gia đình có biết không? Và có đồng ý không? Cái ngày mà em dẫn anh về á, thì ba mẹ em không có đồng ý. Thì cái đó cũng là một cái chướng ngại khó khăn nhất cho tụi em. Một phần là do tụi em còn nhỏ. Thứ hai nữa là do anh này ảnh như là công việc không ổn định. Thứ nhất do nhà em ở đây đó giờ thì phải là có nhà cửa này kia nọ đàng hoàng. Thì ba mẹ mới là gửi con gái cho. Thì khoảng thời gian đó như là anh này xuống nhà ăn cơm rồi thì cũng ba mẹ em cũng như không có để ý tới anh này. Rồi em cũng buồn, ảnh cũng buồn. Ảnh mới quyết tâm là ảnh thay đổi công việc. Sáng nào cũng 6 giờ sáng xuống chở mẹ em đi chợ. Rồi xong rồi hai đứa đi làm. Đi làm xong rồi chở em về. Đi đâu chỉ cần alo là ảnh có mặt. Cũng được khoảng một năm mấy thì ảnh thay đổi từ công việc từ nhân viên bán hàng. Ảnh qua tới nhân viên ngân hàng. Rồi bây giờ qua bên nhân viên bán xe for. Thì ba mẹ em thấy hai đứa có sự cố gắng như vậy thì mới bắt đầu chấp nhận thôi. Em cũng thương ảnh là ảnh cũng chịu thương, chịu khó. Còn đối với gia đình em thì là đối với vợ em thì như thế nào? Dạ đối với gia đình em thì cha mẹ lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của em, với lại em sống tự lập từ lúc em đi học đại học rồi. Rồi sau khi cưới về bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Vợ em có cái gì xấu không? Vợ em thì không có gì xấu, có cái là hơi kỹ tính mà. Với làm chuyện gì cũng muốn em làm chung hết trơn. Ví dụ như dạy em mà giặt đồ đi, kêu em anh ủ đồ đi, anh lau nhà đi, làm đủ thứ chứ. Hai chồng làm chung mới chịu. Làm là kiếm chuyện này chuyện kia cho chồng làm vậy đó. Với kỹ tính làm cái gì cũng muốn hoàn hảo 100% chứ. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hay ở chung với ba mẹ vợ? Em ở thuê nhà, cũng ở gần nhà vợ để lên xuống cho dễ. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có thật xấu gì không? Chồng em thì em lấy về em mới vỡ lẽ ra là ông này ông nói nhiều quá, rất là nhây, cứ nói hoài cái vấn đề, nói từ sáng đến chiều thì khi hai đứa đi ngủ vẫn nói. Ông này ông ở dơ lắm. Nhiều khi á sáng mà ngủ quên á là ông mới tắm mà em nói còn chối nữa, lỗ mũi em rất là thính nha, em nghe cái mùi là em biết tắm hay chưa liền. Còn mà tối về có tắm không? Có chị, chứ không tắm em đâu cho ngủ chung đâu. Chưa là về rồi. Nghĩa là có tắm. Vậy thì sau khi cưới á, em còn rất trẻ, công việc em thì bây giờ cũng tạm ổn định thôi. Vậy thì sau khi đám cưới về tụi em có cảm thấy áp lực, cảm thấy bị căng thẳng gì không? Có. Khoảng thời gian 3 tháng đầu em bị stress nặng. Lý do? Do có thể là do là hai đứa em là chưa có chấp nhận được là cuộc sống hôn nhân. Tại vì hai đứa là kết hôn là bất ngờ chứ không phải trong dự định. Tại dự định của em là cũng trong năm nay hoặc năm sau. Thì chồng em thì vô tâm với em, vừa áp lực công việc, rồi thêm áp lực gia đình, rồi thêm chồng mình không hiểu mình nữa. Cho nên là em khủng hoảng lắm. Thêm khoảng thời gian đó như là hai đứa em sống chung với em chồng á, mà cũng không có cách giải quyết như thế nào luôn. Bắt đầu em cắn răng chịu đựng. Ông này em cứ nghĩ là ông biết, mà ông không nói không gì. Chứ để một mình em chịu đựng, cứ đêm nào em cũng khóc, cứ nằm ngủ khò khò, không quan tâm tới em. Lúc đó là chồng em vô tâm cực kỳ, rồi đó là khủng hoảng, em muốn hẳn em ly dị luôn. Mới lấy thôi đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em không biết à? Đâu phải em biết anh. Thì tại thì đôi khi thì đó giờ mình sống độc thân nó quen rồi. Khi có vợ thì giống như nó hơi là bỡ ngỡ bất ngờ. Ví dụ giống như là bình thường mình em về em mưa có thói quen đi làm về em mưa ngồi nghỉ mệt chút xíu.
vợ về bắt thay đồ tắm rửa liền nãy kia, hai chồng ăn đi, ở chỗ đâu có cần làm dâu làm con ai đâu, em ăn thì em để chút xíu là gặn khỏe thì rửa hoặc là mai rửa cũng được, là tối bắt buộc phải rửa hết trơn mới chịu đi ngủ, còn độ gì ngày nào cũng bắt giặt hết trơn, em phái nằm võng mà ưa cuốn võng em lên hoài à. Hơi là mới cưới thì nó có đó ưa cự cãi mấy vấn đề đó thôi chứ cũng đâu có gì đâu. Lúc mà hai đứa mới về á, rồi mỗi đứa vẫn còn quen với cái cuộc sống độc thân của mình á, một đứa thì kỹ quá, gọn gàng ngăn nắp quá, một đứa thì bừa bãi quá, thì thành ra cái xung đột như vậy hoài, rồi cái cuộc sống vợ chồng nó có bị căng thẳng ảnh hưởng không? Có chị, lúc đó nhà em không cảm xúc gì hết á, muốn làm gì làm, làm gì làm đó, giận quá mà phải không? Dạ. Với em... là thêm một phần là ở nhà có em chồng. Dạ đúng rồi. Cũng như là như bé mà đi làm thêm á là tới mấy canh giờ, nhiều khi phải rốt riêng mười giờ tối là nào chín giờ chín mấy là phải canh, nhiều khi là lố giờ hai đứa thì gõ cửa kêu anh ơi chị ơi mở cửa cho em, hai đứa lật chạy xuống vì cảm xúc rồi cũng không mấy. Còn bây giờ là giờ thì... ở riêng chưa hay là rồi. Vẫn còn em? Dạ. Bây giờ thì thoải mái chưa nè? Giờ thì thoải mái chị. Bây giờ thoải mái sao? Rồi đó. Bạn vẫn bây giờ quá là... son rồi. Bây giờ điều mà em mong muốn anh ấy thay đổi đó là điều gì? Em thì muốn chồng em là bớt nhây đi, cũng như chuyện gì mình giải quyết rồi á thì nói một lần thôi. Thế là em muốn là chồng em là quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn. Em không muốn nói, em muốn chồng em tự cảm nhận, mà tới giờ thì em chỉ cảm nhận được từ chồng em khoảng tầm 50% thôi. Còn em? Em thì mong muốn vợ em bớt kỹ tính lại thôi, tại vì em nghĩ trong cuộc sống đâu có gì hoàn hảo 100% đâu. Thực ra chị nói nghe nè, bây giờ tụi em mới sống với nhau được có 6 tháng thôi, mà hết 3 tháng đầu bị stress rồi. Vợ 22 tuổi là nhỏ xíu à, còn chồng ở cái tuổi 26 á, vẫn là một cái tuổi quá là trẻ đối với một người đàn ông. Đây vẫn là cái tuổi mà đang phải tự khám phá mình, tự khám phá tất cả mọi thứ xung quanh mình. Thành ra là tụi em còn quá trẻ để mà cái cuộc sống hôn nhân mà nó có thể hiểu được nhau liền. Có nghĩa là chồng em chưa đủ khả năng để đoán ý em đâu. Thành ra em đừng có bắt chồng em đoán ý, mà bây giờ mình phải nói, mình phải chịu khó mình nói những cái điều mình muốn, những cái điều mình cần để chồng mình hiểu được cái điều đó để mà quan tâm. Còn về phía chồng á, chồng đừng bao giờ mà ước mơ là vợ bất kỹ tính. Tại vì em có biết không, em gặp một người vợ sạch sẽ là em sướng lắm luôn. Gọi là bản chất của cái người phụ nữ này á, sẽ là một cái người phụ nữ đúng nghĩa gia đình cho em đó. Em hiểu không, sau này em còn con cái, một đứa, hai đứa, rồi của nã em đem về, thì vợ em là cái người phải biết bảo bọc cái đó, giữ gìn cái đó. Trong một cái ngôi nhà sạch sẽ, một cơ thể sạch sẽ thì đương nhiên phải có một cái đầu óc cực kỳ thông minh. Thì chỉ có hai điều đó thôi. Em phải chấp nhận cái sạch sẽ của vợ em, là em phải học theo cái đó. Còn ngược lại là em phải bộc lộ, phải tâm sự với chồng em để em có được cái quyền lợi của em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á, sắp đi Nhật rồi. Mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi, để mà đi cho biết mùi đời thôi. Mắc cỡ quá. Kể luôn đi em. Xong 7 cái luôn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình cho chương trình được biết. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi. Sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ, chào cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị. Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi, cắt con. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ hả? Chuyên viên thẩm mỹ. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè, chúc chồng em á. Như vậy là giờ em thích là mặt tròn. Vậy hả? Như vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau? Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á trên fanpage á. Thì là lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ anh. Rồi em mới nhắn tin ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á, thì em tưởng em vô rồi, em vô rồi. Nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa? Thì vợ mới im.
xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, tự em làm việc em bận em ít có lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật em và em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Là nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật, cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô rồi em tấn công quyết liệt, rồi em kết sổ luôn. Cái gì nếu mà để lâu quá là bả đi Nhật liền. Đi Nhật để làm gì? Nhưng dạ em đi du học á chị. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? Thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á. Tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đối với vợ em là bây như bây giờ nè. Tóc dài rồi xinh đẹp rồi tóc nối. Lúc đó là khổ tóc ngắn hả? Tóc ngắn lắm anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ xác. Anh đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin này nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết lúc em còn nói tóc á. Rồi mới anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu. Anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá hồi ngủ hay đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới gọi đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, anh dắt em về nhà, anh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng vòng chơi không Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới mua nhẫn cưới. Xong rồi anh dắt em về nhà anh luôn, là lần đầu tiên về nhà anh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Lúc mà đám cưới em còn bình thường, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nó nghe nè, có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có dụ em đi mình nghe, có dụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha. Em ngủ tay mình được rồi, mang trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Em nói đi cho biết mùi đời thôi. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn, em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa. Đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi 7 cái luôn. Bảy cái luôn trời ơi. Trước khi chuyện khác. Sao? Có đính chính lại không? Ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh chị. Đây. Đó là đó giờ em chưa biết á. Em thích. Chưa biết nên em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu. Xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em. Em phải gọi hỏi ba mẹ ơi giờ con sắp đi Nhật rồi, bây giờ có anh này hỏi cưới con á. Ba mẹ con nghe là ba mẹ kêu con á lấy chồng là con lấy chồng, ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật. Mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ, mẹ suy nghĩ kỹ rồi con, mới vừa nói xong suy nghĩ kỹ rồi con, thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắn lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. em mới nói kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi, không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con, bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Cảm ơn. Cái em mới gửi hình, lúc chưa có gặp mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh, là ảnh còn một người em trai nữa cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô hai tấm hình nói là chỉ vô ngay chồng em luôn, nói là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn rồi. Đúng luôn. Dạ đúng luôn. Xong dắt về cho em mừng quá trời, cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba ngươi ngán nữa lại ngươi ngán. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á. Trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic.
dán tấm hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, các em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với các ba người ngủ chung. Xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với, rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Ông làm cái gì hết? Chưa. Ông làm thôi, gì vậy? Nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Đó. Sao giờ con em đi không nổi luôn. Thật tình dễ, thật là dễ sợ luôn. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi nổi không? Anh này đi nổi không? Em à, cũng đi không nổi luôn. Ủa nói nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy, đến lúc cưới nhau như vậy, thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông, Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, em nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi. Xong rồi mẹ em ở dưới quê mới, vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Ừ, em dạ, ở đây em mà ở đúng đây. Không nguyên quán đó đúng không? Dạ nguyên quán. Nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có chiều gia đình bên mình chồng không? Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Ồ, thấy chưa? Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? Dạ đến nay dạ, là 6 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thấy đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm á. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em nói 3 tháng em hốt luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá mà em lại không nhớ. Em nói, anh ơi em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó. Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó ừ vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Đúng rồi, quên rồi đó. Dạ đúng rồi, hay quên. Rồi còn gì nữa? Nó nhanh quá. Hồ Đạt á thì để lung tung. Bị cận anh, đeo len thì em hay là đổ nước ngâm á. Nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet, không nhớ. Xong cái qua ga cái kèm ghèm em suốt chuyến đi luôn. Có nghĩa là hay quên ngay cả quên cái việc cầm làm nữa. Dạ. Không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em cũng làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi em xin lỗi nha. Em có nhớ gì đâu. Rồi á là đẻ ăn đứa là coi như là quên luôn. Quên luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi mốt đẻ cho em đẻ thôi nha, em mà đẻ mỗi mất cái nhớ. Rồi, còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích chồng không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy? Sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Tán mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ, phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được, có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Cái ghế cũng quen. Dạ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi ha chồng. Dạo này tuần chắc 2 lần 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Ông hỏi chú biết bị gì nữa. Tới lúc mà gần giống vậy nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa màu đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh, chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chứ, không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh. Điềm đạm, em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tại xấu hình như vô em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi chưa biết nấu cơm,
Không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện luôn cô Hồng Vân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì thiếu kiến thức về nền tảng cuộc sống. Còn đâu? Em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kỳ cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học nhận em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi hai con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng là xương là cho chó ăn. Em gặm xương đúng không? Hay em gặm là cụm xương bóng lưỡng giục. Con chó không ăn. Chồng em gặm cụm xương của Yên Nguyên à. Ăn xương không được chị Hồng Vân. Chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi giờ em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á. Xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn Yên Nguyên. Em thấy vậy cho con chó em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Ừ, vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? Trời. Có cần thay đổi còn gì kể nữa không? Đâu có tật xấu đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhân biết không? Tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Đừng cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cư xử sai ở đâu, hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền. Cho nên là cũng không có cãi nhau. Mặc dù quen 20 ngày thôi. Mặc dù quen 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm gì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nghe nè, mình nóng mình, anh nói em nghe nè, từ từ để anh nói cho em nghe. Mọi chuyện còn em thì được cự lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá, hơi nghỉ cự luôn. Nghỉ luôn, nghỉ cự luôn, dạ, lâu quá, nghỉ cự. Mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng, thôi em không nói tới anh nữa. Cái chồng, thôi anh cũng nghỉ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng lại nói chuyện bình thường. Rồi. Quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có 3 điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi. Vậy là bây giờ được mấy cái? Được 3 cái rồi. Được 3 cái luôn. Được 2 cái, còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em, cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sóng truyền hình luôn. Đúng chưa? Rồi. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa, đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như à, làm vợ anh nha. Nắm đẹp. Làm vợ anh nha. Để em suy nghĩ. Hả? Đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu. Chờ mấy tháng không được cầu hôn cho quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả lẽ em chơi lớn vậy sao? Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là 3 cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Nhiều chị một tay luôn anh. Vợ, ở dưới tầng G có cái gì á vợ? Anh nãy yêu nghe em thấy đông lắm vợ, chạy xuống vợ nhiều chuyện đi. Xong tối về vợ kể nha, má công kể này mọi người nói vợ, anh nói anh nhiều chuyện. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Nhìn đó, rất là ấn tượng nha. Nhất là nhìn cái là thấy đôi mắt đó. Hề ước vui nhộn mình nè. Đó, ừ. Bỏ cái áo ra cho anh nhìn cho nó body nó bự ra chút xíu cơ. Body ngày xưa 6 múi, giờ cưới vợ nó đỡ rồi chị. Để vợ thương quá, vợ chăm. 6 múi dồn còn khô cục. Chồng nói cười sung sướng vậy đó, ngưỡng mộ. Anh nghe nè, ở nhà ảnh có hay làm cho em cười không? Dạ cười từ sáng đến chiều luôn. Đó thì em vẫn cười chưa. Vậy chứ vợ em có hay làm em cười không? Dạ, vợ em được cái đệm xuống quýnh hoài đó. Thì giờ mời hai em giới thiệu về mình ha.
Dạ, em chào anh Quốc Hận, em chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Chi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ, năm nay em 27 tuổi. Ở đây là mì Hàn Quốc. Em là Minh Quốc. Minh Quốc chứ không phải là Hàn Quốc, kế bên thôi. Hiện tại em là nhân viên sale của siêu thị. Biệt danh ở nhà em là chị Bảy, còn vợ em là chị Năm. Chị Năm với chị Bảy. Mà nhìn thấy Quốc hao hao giống người Nhật. Dạ đúng rồi, em gốc Nhật nhưng mà Nhật Tảo. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và ai là người ấn tượng đối phương trước? Cái này lần đầu tiên á, thấy bà kéo nguyên cái xe hàng cao bự lắm, cao qua bả luôn, mà tướng nhân dế à. Bà bán hủ tiếu hay sao vậy? Dạ không có, kéo xe hàng, hàng quá cho văn phòng công ty á. À. Lúc đó em tí ta tí tẩn đi ở dưới đi vô, thấy bả thấy tội quá thôi, kéo phụ bả vô thang máy. À. Xong rồi xin số làm quen gà gà. À. Nhưng mà xin số xong về không có nhắn tin gọi điện gì hết. Tại lúc đó là ảnh đang còn nhớ người yêu cũ. Là lúc đó em mới chia tay người yêu cũ hả? Lúc đó còn đang yêu. À. Tại lúc đó là cái dạng mình chung tình á, mà mình hám gái á, thì mình thấy gái đẹp mà làm cực thì mình nhảy vô mình ca lăng. Lúc đó em có ấn tượng gì về ảnh không? Ấn tượng là ảnh tốt bụng với lại cái đôi mắt. Ủa em cũng biết là mở mắt hay đang nhắm mắt nữa. Dạ, nào nó cũng có gì mắt đó. Nhỏ si tình say mê á. Bao lâu hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi tham gia chương trình team building nghỉ mát của công ty, xong rồi cái ra ngoài tắm biển á, tự nhiên ở đâu không biết nữa chạy lại ẵm em dục xuống biển mà em không biết bơi. Trời ơi, sao vậy? Cái này em đính chính tại vì tính em thấy bạn ngọn mình bạn buồn thì em chạy lại em chỉ ôm bạn dục xuống biển thôi. Em có biết là bạn không biết bơi? Dạ em biết thì em đâu có dục. Trời ơi vậy đó hả? Rồi xong sao? Dạ xong rồi anh hùng cứu mỹ nhân bay xuống biển cứu em lên, xong hỏi em trời em ơi em có sao không, em tỉnh lại đi em. Cái em đứng dậy em nói hồi nãy tôi nhớ rõ ràng luôn, ông là cái người mà quăng cứ xuống biển nha. Cái sau lúc đó em đứng dậy em chửi quá trời luôn, em nói cậu cháu ế cả suốt cả cuộc đời này con nhỏ nào nó xui nhất luôn, nó mới cưới ông làm vòng á. Rồi cuối cùng mình xui. Xong quăng hai ba lần bả mới nhớ rõ mặt vậy, quăng xong rồi kéo lên xong bả ngồi bả thở cái khỏe cái em quăng tiếp. Chắc cũng phải chịu đèn mới cho thảm để quăng nè. Không, chứ gặp người khác là ta phải chống cự dữ lắm chứ. Cái dòng này là dê mà hạ sách đó, em hiểu không? Có nghĩa là muốn là phải đụng chạm được, cọ quẹt được, nhưng mà không có muốn lộ ra cái điều đó. Không, cái này dê có kịch bản mà. Đó. Tại vì mình trai mình thấy một ngẩn gái ngồi ngắm cảnh biển, cảm giác nó buồn quá nên quăng xuống biển. Dạ, quăng xuống chơi cho vui thôi. Cũng có duyên ghê luôn á. Ừ. Dạ. Thiệt á, lỡ mà nó chị là chị không biết bơi. Thành ra là chị sợ nước lắm. Trời ơi, gặp mà chị mà bị giống như vậy đó nghe là rồi đó. Là cái xương không còn đó, phải gãy xương đó. Chị sợ lắm này nữa. Bao lâu rồi em mới chính thức cua cô gái này? Dạ, tới lúc đó thì vẫn chưa. Sau đó thì người yêu chuẩn bị đi du học nước ngoài. Dạ, thì lúc đó thì mới chia tay. Dạ. Mới theo đuổi cô này. Bắt đầu em lên kịch bản em cua luôn. Em có chịu ổng liền không? Dạ không, giai đoạn có tháng 10, tháng 11 mới trời lạnh. Cái xong rồi ngày nào anh cũng ở nhà tự khuấy nước này kia nọ, bỏ vô trong mấy cái cốc nhiệt giữ nhiệt á. Xong rồi anh đem lên, anh để trên bàn của em làm việc của em á. Em ơi, nếu mà lòng em lạnh á thì hãy lấy cái ly nước này giữ vô, giống như tay của anh ôm em mỗi ngày. Trời ơi. Mấy ngày đầu em cũng em không biết của ai đó. Em có dám uống. Sao dám uống? Cũng khoảng 4-5 lần á, lộ ra rồi cổ mới chịu uống. Có một lần ảnh đi vô công ty á, ảnh đi sớm, anh vô mới nói em là em ơi em ra ngoài ngay chỗ cầu thang bộ đi, anh muốn nói chuyện với em. Cái mới nói là chị ơi anh thích em. Cái sau em mới nói anh ơi, ủa anh không biết hả, em giới tính thứ ba mà, em đâu có yêu con trai đâu, em yêu con gái không à. Vậy hả? Dạ. Lúc đó là bà nói đừng yêu em, em là lét á. Nói không sao, lét anh vẫn chịu, miễn yêu em thôi. Anh bẻ cho thẳng luôn đúng không? Ráng bẻ cho thẳng luôn, thôi cho anh cơ hội. Rồi em làm đủ thứ trò này kia nọ, lâu lâu làm bà bất ngờ. Ví dụ như bà vô văn phòng cái chỗ bà làm việc á, thì thấy món quà nhỏ để đó, vừa mở ra xong có món quà, cái em gọi điện về văn phòng cái nữa em tặng thêm một món quà nữa. Đức bồ quà. Tụi em gặp nhau cái lần đầu tiên đó là cách đây bao nhiêu lâu? Cũng gần một năm, cưới nhau được nửa năm rồi. Chồng em á lãng mạn như vậy rồi cũng ga lăng như vậy thì thật lòng em có ghen không? Dạ có, em ghen dữ lắm. Bữa đó là em ám ảnh luôn á, hai vợ chồng đi dạo ở cầu Ánh Sao. Tự nhiên chợt miệng bà hỏi về người yêu cũ, thì mình người đàn ông thật thà mà yêu rồi có gì mình khai hết. Cái nói là người yêu anh chỉ có cười, không cười với ai hết, chỉ cười với anh thôi. Không không, để em nói lại cái câu đó cho nó chính xác. Người yêu của anh không thích cười nhưng chỉ cười với mỗi mình anh mà thôi. Trời ơi, lúc đó trời ơi, em đang đứng ở trên lầu mà em uống một ly cà phê của ảnh mà em nóng mà
mà em bực ghê luôn. Em nói nè, ủa vậy em là gì vậy? Ủa anh đang yêu em mà anh vừa mới tỏ tình em cách đây mới mấy ngày mà sao giờ anh nói à, người yêu của anh. Ủa vậy em là gì vậy? Ủa em tức dễ sợ luôn. Xong đó theo đó em cầm ly cà phê em tặng hết vào trong quan mặt em đi về luôn. Biểu cảm nó rất là bâng khuâng bồi hồi, nhớ về người yêu cũ mà một cách da diết luôn. Trời, không có một từ ngữ nào diễn tả được cái hình động mà. Đó xong là bữa đó là em vừa phỏng vừa ướt. Cái gì là hất nguyên cái ly, hất nguyên ly cà phê vô. Dạ, rồi đi về hả? Em cầm em đặt thẳng vô mặt luôn, em cho bỏ đáng ghét em đi về luôn. Nhưng mà em có nghĩ là thời điểm đó là ảnh đang bắt cá hai tay không? Thì lúc đó em cũng có nghĩ là như vậy, tại vì em còn thấy trên Zalo của ảnh á là còn vương vấn gì đó tới người yêu cũ. Vương vấn? Lúc đó là yêu em bao lâu rồi? Dạ lúc đó mới quen em được tầm một tháng mấy. Em quên đúng không? Đăng cái tấm hình lên thôi chứ em không có ghi status gì hết á. Không, ảnh còn đăng như vậy nè: trời mưa, à ai kia có nhớ tới anh không? Đúng. Xong rồi để cái hình mặt còn buồn hiu quạnh. Nói Phong Long vậy là cái người kia cũng đọc vô cũng chặn lòng liền chứ. À, bộ trời ơi tội nghiệp quá, anh đang ngồi ngoài mưa được. Ngay cái thời điểm mà anh còn hôn em vào ngày 14 tháng 2 á, thì khuya ngày 14 tháng 2 á thì em đang cầm điện thoại anh em chơi, người yêu cũ của anh nhắn tin cho anh ơi anh đang làm gì đó, anh có nhớ tới em không? Em nói là anh đang nhớ tới em, có thử các bạn kia trả lời sao. Thì anh này thấy quay qua giật điện thoại, anh này hỏi là có chuyện gì không em, hỏi là em nghe nói anh đã quen một người khác không biết có đúng hay không, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu hay không. Rồi lúc đó nha, trời tim em như muốn ngừng đập gì đó. Em nói ủa tại sao mới còn hôn em mà này kia cái nọ, làm em cảm thấy rất là bức xúc. Lúc đó nha, em muốn đập bể điện thoại xong em muốn đi về luôn á. À, mình không quen thì mình cứ xem như bạn, còn đây thì chụp không quen là cắt. Rồi cố trả lời lại không? Dạ không. Qua ngày hôm sau nữa, hai đứa đang ngồi đi ăn ở quán sushi, cô đó nhắn tin tiếp mà ảnh là ảnh chặn tin nhắn. Cái em bấm vô tin nhắn chặn: anh ơi vậy bây giờ anh có thể cho em một cơ hội lần cuối cùng để em quay lại bù đắp là những gì em đã làm tổn thương trái tim anh không? Trời ơi. Lúc đó thì em có trả lời lại không? Em hiểu chồng em rồi nên em đưa điện thoại lại, em nói là em nghĩ là anh nên có một cái động thái gì đó dứt khoát với cô gái này đi. Thực ra khi đã yêu nhau rồi khó trở thành bạn được lắm em. Khó lắm. Thành ra cho nên là cái điều mà hay nhất là dứt khoát, đúng không? Chị với em bây giờ làm bạn được, chứ bây giờ thử mà em với Thúy Nga đâu làm bạn được. Quá vậy. Trời đất ơi. Rồi bây giờ là tất cả mọi thứ đã giải quyết xong hết chưa? Dạ rồi. À, một năm. Các em có giữ cho nhau không? Đàn ông chân chính rồi, giữ tới cuối luôn. Ủa luôn. Vậy đó hả? Thậm chí qua luôn á. Thì sau khi mà rước dâu về xong rồi tối á thì hai vợ chồng em kéo đồ về nhà riêng. Qua nhà riêng thì ảnh tắm rồi ảnh kêu là: em ơi, mình cũng có một chút gì đó đi. Cái em cũng trung lắm, em mới nói là thôi cứ từ từ đi. Anh nói không, em cứ nằm im đó đi, anh sẽ làm hết. Chị cứ để anh lo. Cũng được một chút rồi. Cái tự nhiên em sợ quá, em la lên. Sao cái anh nói, cái gì vậy? Ủa sập nhà hả? Vụ gì vậy? Thôi đừng, em sợ. Gì vậy trời, gì vậy má? Mà coi như tụt cắm út nữa. Cả năm trời mình gìn giữ cho nhau mà. Tới ngày đó mình rạo rực rồi, mình làm hết tất cả luôn rồi. Bà làm quất cái gì vậy má? Quất luôn rồi. Từ mà xuống lầu chạch luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là nguyên đêm không làm được luôn. Dạ, nguyên đêm sao? Cái dẫn bả ra lớp hai vợ chồng nhậu tới sáng rồi về. Dạ. Sao vậy chi? Sao em sợ hả? Dạ em sợ. Ảnh là người đầu tiên của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đêm sau làm sao? Dạ đêm sau cũng không có làm gì luôn. Em cũng thiết kế này kia nọ, đèn đến nặng mạn lắm nha, tắt đèn tối tối rồi thắp nén lên nữa. Mới đầu bà cũng chịu. Cũng tới khúc cao trào: thôi anh ơi đừng nữa anh ơi. Trời ơi. Rồi sớm. Bao lâu mới được? Dạ cũng cỡ 2 tuần á. À, 2 tuần đó vui không? Dạ vui vậy. Em làm đồ ăn xong cái em mua thêm chai rượu vang. Xin chứ là sai rồi. Sai dễ mặn. Sai dễ mặn. Lúc đó cũng lơ lơ lửng lửng rồi. Được, mình mặn luôn. Ok đúng không? Ok. Đúng không? Em sao? Quá tò mò quá. Dạ thì lúc đó em xỉn rồi, cái em nằm chỏng gọng, ông hỏi em có cái trò này vui lắm, hỏi trò gì anh, trò này hai đứa chơi thôi. Xong thế là anh làm tới luôn. Nhưng mà em thấy vui không? Ngủ mất tiêu rồi. Anh cho em uống hết nguyên chai rượu luôn rồi. Là em ngủ ông muốn mận gì ông mận á. Dạ đúng rồi. Chết cha, sao một đêm tỉnh dậy biết mình không còn con gái thôi. Dạ. Sao một đêm tỉnh dậy là em từ trên giường em phi thân xuống đất. Em ngủ dậy em thấy xong hết rồi, em tức quá em đạp cái lọt giường, tại sao vậy hả, giống dụ tôi. Nè hỏi thiệt nè, bây giờ đứa nào dụ đứa nào? Bây giờ em bị dụ chị. Anh làm về mệt đó. Anh ơi chơi. Chơi gì? Mệt thiếu nổi chơi. Chơi phải làm gì? Lúc trước tại mình ham vui, giờ mình mệt rồi tới bả ham vui. Ai kêu dụ dỗ em chơi trước chi, giờ em ghiền rồi thì ngày nào em cũng phải dụ chơi lại. Đó anh thấy không? Tại sao ngày xưa 6 múi, bây giờ như anh 1 múi thôi à? Có loại thật xấu chưa? À có,
Trời ơi, chồng em nhiều tật xấu lắm, kể từ nay mà tới sáng mai luôn, không biết tới mai mà vậy đó hả? Dạ, mỗi sáng sớm là vợ mà chuẩn bị tắm xong rồi, chuẩn bị đứng trước gương, chuẩn bị thay đồ đi làm, lại tự nhiên nắm quần vợ tôi cứ như vậy nè. Em hỏi là cái gì vậy? Không, cái này nó vui. Cái mỗi lần ông ăn cơm xong á, đứng ngay cái bản mặt của em nè, ở hết vô mặt em hưởng hết luôn vậy đó. Anh là dành những cái phần tinh túy nhất của cuộc đời đó, anh dành tặng cho em. Không, mỗi này vui mà, không sao đâu. Còn cuộc đời của em giống như là đi tìm ba cái tóc dơ của ảnh mang về đi làm về xong rồi cái đem đi giấu. Thấy vợ mình ngày nào cũng giặt hết thì thấy tội bả quá. Thôi em dự định là em gom đóng lại giặt luôn lần cháu khỏe. Em đừng cái em nhây lắm. Cái tự hết kể đi. Anh này đại hội dịch mặt anh chứ không phải đại hội dịch mặt em. À, chút nữa tới quất nghe. Rồi giờ nè tiếp tục đi. Ha. Nhiều chuyện một cây luôn anh. Vợ ở dưới tầng G có cái gì hả vợ? Anh nãy yêu nghe anh thấy đông lắm, vợ chạy xuống như vậy nhiều chuyện đi, xong tối về vợ kể nhưng mà công kể này mọi người nói vợ anh nói anh nhiều chuyện. Rồi. Là ông thấy chuyện gì là ông lên cái suối vợ đi xuống coi. Yên tâm đi không sao đâu, qua chương trình thì sao mà mọi người biết hết á nha. Dạ. Chuyên gia dụ dỗ em. Anh em ơi, hôm nay anh thấy da mặt em cũng đẹp rồi đó, đi spa đi em. Xong cái vô cái hỏi, trời ơi chị, mỹ phẩm này có tốt cho da em không? Ảnh đang hỏi ảnh đó. Trời ơi chị, hôm nay mặt em như nào? Hó mụn không nè, chị thấy không? Trời ơi, chị phải chỉ cho em loại mỹ phẩm nào tốt cho da em. Trời ơi mà chị coi nè, trời ơi dạo này da em như nào? Ngày xưa đâu có vậy đâu, ngày xưa mà em biết vậy em đâu cưới đâu. Riết mà mấy cái tiệm spa của em làm quen á, mà em tới một mình cái hỏi, ủa, Nam Quốc đâu hết trơn rồi chị? Không thấy nó vậy? Làm xong ra rồi mà còn đứng nhiều chuyện với bà chủ. Chị, trời ơi em thấy hôm nay nhà chị vậy nè. Trời ơi chị, hôm nay nhà chị có trồng cây hoa mới hả? Chị, ủa đối diện nhà chị hả? Đang xây gì vậy chị? Đứng nhiều chuyện với bà chủ. Trời ơi, một cây luôn, nhiều chuyện không còn cái gì mà để nó. Anh chị cũng phải hiểu rồi, mình chở vợ mình tới spa thì bả đâu có làm một suất đâu, bả làm hơi hai suất. Bà phê bà ngủ ở chổng luôn, không lẽ mình ngồi không thì mình kiếm chi chú tiệm mình tâm sự mộng với nhau thôi mà. Chị tưởng là em vô làm luôn. Chỗ có vậy? Thì em vô hay làm chồng xuân không? Dạ. Chỗ nào không có thì mình tâm sự mỏng thôi mà. Là anh ta... Nhưng mà lọc ra là chỉ có cái ở dơ á là tật xấu thôi. Dạ còn nữa chị, mỗi lần mà em buồn buồn á, cái em đi làm về có vấn đề trong công việc á, cái bắt đầu quay qua xách cái giỏ. Chị Năm, để chị Bảy nói chị Năm nghe nha. Trời ơi, hôm nay chị Bảy nhiều chuyện lắm. Chị Bảy có chuyện không nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, đứng mà em nói em đứng hình luôn. Nhiều khi xách cái giỏ quen rồi bà không ấp về, mượn thêm cái váy của bà nữa chơi vô. Xong cái bả thay qua cái gì ông nội dành cái váy của tôi luôn á. Đó, hai chồng dành đầm của nhau làm chị Bảy với chị Năm. Nhà luôn rộn ra tiếng cười mà mất có con chắc con nó thương lắm. Lúc mà bả trét về nhìn mặt thấy tội lắm, mặt sụ xuống giống chó mặt xệ á. Thấy tội lắm, thôi em làm cho bả rảnh lên chút xíu. Mà bả rảnh xong rồi bả đè em xuống bả quýnh em hoài à. Quýnh lên stress đi vậy. Kể tiếp luôn đi, kể rồi. Tiếp là hay đánh chồng nè. Bả giật mình xuống cái bả đi lên đi xuống giống như đi massage vậy á. Bả đi xéo vài lần người em đó, đi lên người em không? Đi lên dạ, đúng rồi. Massage đó. Thầy tìm massage người ta đi xong em khỏe, còn này đi xong là em lúng luôn á. Rồi đó. Thì em cũng thương anh mà, đúng không? Vợ em con chờ tiêu khiển trước khi ngủ vui lắm. Chồng chồng xích vô đây chờ nó nghe này nè. Vừa xích vô bả chùm mà lại bả lập. Rồi. Là coi như lúc đó là em lên đấy ấp o rồi đó. Bả xem qua, ai chồng, còn tỉnh không chồng? Chắc tỉnh á. Hai đứa đi du lịch, cái phòng thì nó cũng nhỏ kín nữa. Cái bà chơi xì ra một cái cây, em biết là em nín thở em chốt cửa lại. Bà nín thở không nổi bà hít trước. cái đó là tự sát. Dạ tự sát. Cái đó là em muốn nguyên đai nguyên kiện luôn. Dạ đúng rồi. Tự mình đập vô trong cái bản mặt của mình đó. Dạ. Tự đánh bông tự sát. Tự chết luôn á. Ví dụ như chồng đang ngủ ngon lành á mà mở máy lạnh quá. Vậy chồng thôi gì vậy, giơ hai tay lên anh, nửa đêm giơ chìa bà thì cứ giơ lên đi, giơ lên hai tay thọt vô kẹp xuống. Trời ơi má ơi, nó buốt sướng như đâu luôn. Có mấy lần ảnh đi nhậu xỉn vậy đâu còn cảm giác gì nữa đâu. Trời ơi, em bắt đầu lấy son phấn em vẽ đầy mặt. Em còn ghi trời chữ lên trên trán nè, anh thề sẽ không bao giờ đi nhậu nữa. Có chụp hình lại không? Dạ có. Chụp hình quay phim lại á. Chụp tính đăng Facebook. Chửi. Hồi đăng nhanh luôn. Hình là không có đăng. Hai người này dễ thương quá. Quá dễ thương. Ừ. Có nhiều khi bả buồn quá, hết trò rồi, cái lấy dây thun, cột bả hai chùm bên đây, em chùm chính giữa ở đây nè. Xong để điện thoại lên quay, bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà ở nhà hai vợ chồng nhúng nhảy nữa. Ôi vui trời quá hả? Vui. Hai chồng thì hề lắm á, nhiều. Bữa đó em mở ra cái loa hơi bị lớn, cái ông hàng xóm cái bên ông gặp cửa hỏi: "Em ơi, giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, em làm cái gì nhỏ nhỏ thôi em?" Nói: "Dạ em xin lỗi." Không, lúc tại đó em đút cái đầu ra, người ta cũng hơi giật mình. Đút cái đầu ra, tự nhiên trời quất bữa nay mày chơi cái đầu độc lắm quá. Nãy giờ còn đánh thêm cái son môi màu đỏ. Hai cục bên đây hồng hồng lên này nữa. Trời ơi.
Vậy là hai người này chắc cũng có gì mong muốn thay đổi nhau đâu ha? Ừ, dạ. Có không? Có thì có không? Nhiều lắm chị. Ừ. Đâu em mong muốn vợ em thay đổi gì? Vợ em được cái không? Bà rất là kỹ tính, bà lên nguyên một cái len luôn. Ừ. Cuối cùng xong rồi là thích là đi thôi. Ừ. Không có dính chấu gì cái len hết á. Giống như lên Đà Lạt chơi đi. Lên Đà Lạt chơi lên nguyên len nè, bữa nay đi đâu đó. Nhưng mà không có đi hướng ngược lại không à. Thì giờ đó là ý em muốn thay đổi. Thay đổi cái gì nè? Khi mình lên cái gì rồi đó, mình chịu khó làm giống một chút xíu. Em không cần 100% đâu, 50% cũng vui nữa. Hai vợ chồng đói cái anh ơi em muốn ăn bánh canh, mà nửa đêm rồi, ok dán chạy đi kiếm bánh canh, chạy được nửa trường. Anh ơi em muốn ăn vú heo nướng. Vú heo nướng à, phải hoành lại ra vú heo nướng, chạy gần tới vú heo nướng. Thôi anh ơi em muốn ăn bún riêu. Nói chung là chồng mong muốn vợ có lập trường vững chắc trong mọi thứ đó, vậy thôi gì đúng dạ, không đúng rồi. Còn vợ sao? Em thì em cũng thích anh Quốc cứ như vậy, mà yêu em nhiều hơn một chút, chiều em nhiều hơn chút, mà đừng có chơi dơ với em quá. Thì nếu mà nói đổi dơ về vớ thì vợ em cũng có chút chốt. Chân băng ngủ mà hay mang vớ, chọt vô lỗ mũi tỉnh dậy đi chồng. Lúc đó là ná thở rồi đâu tỉnh được. Lấy hai chiếc này nè, thở chọt thẳng vô trong cái lỗ mũi. Cái cặp này chắc phải có đứa con đi, đặng mà con nó được hưởng những cái gọi là những cái năng lượng vui vẻ của cha mẹ. Lúc này là lúc mà nó sung sướng nhất á, chứ còn có những nhiều cặp họ mệt mỏi và chứ họ không thích chơi. Và anh cũng mong là các em cứ giữ mãi những cứ giữ cái thanh xuân này. Cái thanh xuân và đồng thời là những cái thú vui đặc biệt như thế này. Và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian là đang là rất là son như thế này. Đúng rồi. Đó. Rất là con rồi là mình sẽ tập trung vào nó nha. Đúng rồi. Xin chào em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Cảm ơn tụi em.